sẹt bà con. Ở chặt còn mới nè. Đó chưa xài luôn nè. Đâu. Cái chát chưa xài luôn phải không? Cho chạy đi. Chạy lắp lên, chạy lắp lại. Ở trong còn mới ghê không? Chạy lên nè. Đẹp ghê không? Rồi nắp chè luôn em, chè luôn kìa. Chạy không? Chạy đi, chạy đi. Chạy giùm em ơi. Chạy đi. Chạy đi đã. Quá đẹp bà con ơi, nhịp bỏ quên luôn rồi. Thôi chạy đi, nghe bỏ cái này coi. Cái dầu còn đẹp quá nè. Quá đẹp luôn. Thôi chạy lên. Mới chát nhịp bỏ quên. Không có, đang xuống ghe hết vậy. Đúng rồi, cái này là ghe nè. Rồi tới đi. À. Dịch số chậm cho anh này Đạt. Thôi số chậm này nè, cái này nè. Kéo đẩy vô ơi. Ờ, qua đây. Đã. Quá đã luôn. Số sớ luôn, số sớ đi. Ủa không? Không lấy rồi, để lên nè. Lấy lên, lấy lên. Anh lấy về nguyên bộ quả hổm đó. Có về mấy bộ quả hổm á. Dạ. Đẹp rồi con. Quá đã luôn. Mới chát luôn mà con ơi. Còn nguyên luôn nè, răng sổng rồi còn luôn nè. Quá đẹp luôn. Họ chạy nhịn nhừ không? Chưa chạy miếng sơn nha, em mở 85. À, tấm chớ là còn xanh dờn, miếng xài rồi con. Ô lửa trắng tươi. Đã không? Quá đẹp rồi con ơi. Ngon lành. Ngon lành, nhẹ nhàng, số nhẹ nhàng không con? Đây, cứ nhẹ nhàng chạy thôi. Đó. Ốc bát bảy màu ít xài nè. Quá đẹp, đẹp từ A đến Z. Đây số còn mới chát nè. Do nó chưa có bánh lái nên khó sớ sớ. Đã rồi con. Không, nó đã rồi.
xuống vừa không? Không phải. Đúng rồi, nằm xuống rồi, nằm xuống rồi.